Trung tâm điện tử Cao Phong xin chào các bác và toàn thể anh em. Tiếp tục lên sóng ngày hôm nay, điện tử Cao Phong lại test chất âm một chiếc cục đẩy hàng bãi xịn Audio Center, model là Pro 6.0. Được sở hữu cho mình một cái mặt phay nhôm cực kỳ đẹp. Các bác nhìn thấy cái mặt tiền của nó này, đẹp xuất sắc luôn, đẹp không tì vết luôn, rất là đẹp. Đó. Cùng một cái bảng táp lô nằm chính giữa Pro 6.0, thương hiệu Audio Center, hai dàn đèn báo, công tắc bật tắt nguồn, hai volume chiết áp copy. Đấy, Pro rất là đẹp, nhìn cái mặt của nó này, cực kỳ đẹp luôn. Đó, cái mặt tiền nhá, mặt phay nhôm size 2U. Các bác có thể ghép thêm những chiếc lọc, những chiếc vang, những chiếc máy nâng tiếng thành một dàn máy âm thanh cực kỳ vừa trong gia đình. Tiến vào cái nội thất bên trong, các bác nhìn rất là đẹp. Được sở hữu cho mình một cái nguồn biến áp tầm khoảng hơn 20 cm, nguồn dây đồng và dây đồng nguyên chất, dây đồng rất lớn luôn. Đó, cái nguồn cực kỳ đẹp, cực kỳ giá trị luôn, và chạy với công suất là 2 4 6 8, 8 trên 8 dưới là 16, bên đây 16 là 32, 32 con sò lớn Toshiba. Các bác nhìn lên cái dàn sò này, còn nguyên keo đổ của nhà sản xuất này. Đó, tem kiểm định của nhà sản xuất này. Hàng đẹp, bao zin tuyệt đối về nội thất cho các bác nhé. Đó, các bác nhìn lên hàng hãng này, ta đi dây dở này, cực kỳ gọn gàng và khoa học, và đi dây rất là to này. Đấy, đi rất khoa học luôn. Và chạy với 2, 4, 6, 8 quả tụ lọc nguồn phẳng đét luôn, to. Khoác trên mình logo Audio Center kín này, kín xung quanh quả tụ này. Đó, và chạy hai quạt gió rất là mát và cực kỳ êm. Bên vỉ màu đỏ là đặc trưng của các model dòng cục đẩy Audio Center. Đó, tất cả hàng máy móc bao zin và bao đen về ngoại thất luôn. Em quay xa các bác nhìn tổng thể này, tất cả khung sườn xung quanh này thẳng tắp luôn, không một chút móp méo nào. Đó, các bác nhìn này, đó, cực kỳ đẹp, phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Nó đẹp cả cái nắp nhá các bác nhá, cái nắp nó còn rất là đẹp. Đây, các bác nhìn cái nắp còn rất là đẹp luôn này. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Đấy, rất đẹp, phải nói là một câu tuyệt vời, tiếng cực kỳ hay. Những dòng cục đẩy này tiếng mà nó rất sạch và rất là hay, các bác dùng để nghe nhạc và hát karaoke. Đây, nhạc em quay trực tiếp đưa vào từ máy tính vào mỗi một sợi dây này các bác này. Đây, mỗi sợi dây này và ra loa luôn nhá, chưa qua lọc, chưa qua vang, nhưng mà tiếng cực kỳ sạch và rất là hay. Đấy, các bác về mà ghép thêm những chiếc lọc, những chiếc vang vào thì nó nâng cấp lên rất là nhiều, tiếng cực kỳ tuyệt vời và đẹp. Đó, thêm những chiếc lọc, những chiếc vang trên đỉnh này nữa thì nó quá hay, quá đẹp luôn. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu về chiếc cục đẩy Audio Center model là Pro 6.0 này, chạy 32 sò lớn Toshiba, có bù áp, công suất khỏe, chất lượng cực kỳ hay. Công suất con này nó đánh căng cho các bác 2 cặp full bát 30. Đấy, các bác liên hệ theo hai số 0772260096 hoặc số Zalo là 0368724218. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết video mở nội thất bên trong chiếc cục đẩy Pro 6.0 này cho các bác. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video. Sau đây anh em nhích volume lên một chút, đây bằng con chuột máy tính nhá, đưa nhạc lên một chút để các bác thẩm âm, tiếng cực kỳ hay. Đó,